Xin chào quý vị và các bạn. Nhìn Hải Đăng và Minh Anh sánh bước với nhau trong đám cưới thế kỷ. Không chỉ có nhân vật chính mà bậc làm cha làm mẹ như ông Khánh, bà Dung, bà Nga cũng nở nụ cười viên mãn. Đặc biệt là ông Khánh, khi ông vẫn luôn day dứt vì từng chia loan rẽ Thúy. Ông tự nhủ với lòng sẽ bù đắp cho cô con dâu hiếm có khó tìm này. Ông sẽ yên tâm giao lại cơ nghiệp cho vợ chồng Hải Đăng. Có điều khi sống chung dưới một mái nhà, ông nhận ra nhiều điểm bất thường từ Minh Anh. Cô vốn là người lương thiện, hiền lành, lại đảm đang tháo vát, tại sao lại lóng ngóng trong tất cả mọi việc? Đã thế, ông nhận ra sự giả tạo, gượng ép trong cách cư xử của con dâu. Đi hết đời người, ông Khánh đủ nhạy cảm để nhận ra có thể con dâu của ông là giả mạo, trong khi ông lại tìm được cảm giác gần gũi, an toàn khi tiếp xúc với người đang được gọi là Mỹ Anh. Để tìm được câu trả lời, cách duy nhất là lật lại vụ tai nạn năm xưa. Và rồi ông cho người âm thầm điều tra về thân phận của hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh. Thông qua bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, ông phát hiện ra âm mưu thay lòng cháo phụng của Mỹ Anh. Liệu rồi ông Khánh sẽ làm gì trước hoàn cảnh trớ trêu này? Và Mỹ Anh khi biết ông Khánh biết sự thật, cô sẽ thủ tiêu ba chồng ra sao để bảo vệ những gì cô đang có, là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Mỹ Anh đắc ý khi nhân vụ tai nạn, cô biến nguy thành nan. Đã vậy, lợi dụng việc Hải Đăng nhận nhầm cô là Minh Anh, dựa vào chiếc nhẫn cầu hôn của hai người mà thật ra trước khi gặp nạn, Mỹ Anh đã giành lấy từ tay chị gái. Người có thể đối chất với cô là Minh Anh thì lại mất trí. Cô thuận lợi hoán đổi thân phận của mình. Cô tự mãn, đây đúng là ý trời, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này, tôi sẽ giữ gìn những thứ mình đang có. Hải Đăng à, em sẽ có cách để anh yêu em. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cuối cùng Mỹ Anh cũng mang gương mặt của Minh Anh. Và ngược lại, Minh Anh buộc phải sống trong thân phận của cô em gái sắc sược, hỗn láo. Giây phút cùng Hải Đăng bước vào lễ đường, trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, Mỹ Anh tin rằng đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đời cô. Cô đã hoàn thành tâm nguyện bước chân vào thế giới thượng lưu. Để qua mắt được tất cả mọi người, Mỹ Anh không chỉ tận dụng khả năng diễn xuất của mình, cô còn cao tay tìm lục tất cả ký ức của Minh Anh. Dựa vào những dòng nhật ký đó, cô biết rõ những kỷ niệm, những lời thề ước của chị gái và Hải Đăng. Cô khiến cho chàng soái ca chẳng mảy may nghi ngờ. Anh hết lòng hết dạ yêu thương chăm sóc cho cô. Thế nhưng dù có khôn khéo tới đâu thì ông Khánh, ba của Hải Đăng, vẫn thấy nhiều điểm bất thường từ cô con dâu. Trước đây khi cấm cản Hải Đăng và Minh Anh, ông nhiều lần tìm gặp Minh Anh. Tiếp xúc với cô, ông biết cô là cô gái lương thiện, thuần khiết, còn là người rất đảm đang, tháo vát. Nhưng con dâu của ông thì làm gì cũng không ra hồn. Hễ có chuyện đã tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Minh Anh trước đây không khéo ăn, khéo nói, nhưng bằng cái tâm của mình, cô luôn có được thiện cảm của người đối diện. Còn con dâu của ông, ăn nói khéo léo rót mật vào tai. Đã vậy, khi cô gái ông từng có ác cảm rất nhiều là Mỹ Anh thì lại trở nên hiền lành, chịu thương chịu khó, không giống như cô gái từng ăn vạ, từng lừa tình, lừa tiền. Cô còn có màn thể hiện xuất sắc trong công việc. Một người có kinh nghiệm sống dày dặn như ông Khánh bắt đầu nghi ngờ thân phận của hai cô gái. Để tìm câu trả lời, ông Khánh cho người tìm hiểu kỹ hơn về Minh Anh, Mỹ Anh. Ông cho gọi trợ lý của mình tới, giọng cứng rắn. Tôi muốn cậu theo dõi Minh Anh, Mỹ Anh, đặc biệt là vụ tai nạn. Bao năm đồng hành cùng chủ tịch, trợ lý của ông hiểu rõ sự nghi ngờ của ông. Anh cúi đầu lễ phép. Xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm chủ tịch thất vọng. Quả thật, sau khi theo dõi mọi nhất cử nhất động của hai cô gái, ông Khánh giật mình phát hiện ra con dâu của ông ở nhà tỏ ra thục nữ như vậy. Nhưng mỗi khi ra ngoài là cô nàng lột xác biến thành một người khác, ăn nói ngang ngược, tính tình hống hách, trịch thượng. Đã vậy, cô nàng còn thường xuyên tới gặp tại bác sĩ thẩm mỹ. Ông hiểu vẫn còn uẩn khúc đằng sau, chỉ cần khai thác từ tên bác sĩ, sớm muộn gì cũng có câu trả lời. Nói về tên bác sĩ, hắn tuy có tài nhưng lại là kẻ không có đức. Năm xưa, hắn biết rõ Mỹ Anh đang tìm cách đánh cháo thân phận, nhưng hắn vẫn tiếp tay cho cô. Giờ đây, nắm rõ điểm yếu chết người của Mỹ Anh, hắn thường xuyên tìm tới, hết tống tiền rồi lại tống tình, khiến cho Mỹ Anh buộc phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Nhưng phàm là những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đã vậy, ông Khánh còn có được nhiều bằng chứng lăng nhăng, nhiều việc làm dơ bẩn của hắn. Ông chủ động tìm tới. Chào bác sĩ Tài, tôi muốn gặp anh hỏi một số chuyện. Hắn mới nhìn cũng biết được thân phận cao quý của ông nhưng vẫn vờ đi. Không biết tôi có thể giúp gì được cho ông. Ông Khánh chẳng vòng vo. Ông đặt lên bàn hai tấm hình của Minh Anh và Mỹ Anh. Xin hỏi bác sĩ, ông còn nhớ hai cô gái này chứ? Bác sĩ Tài có tật giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Ông cũng thấy, một ngày tôi đón tiếp biết bao nhiêu bệnh nhân, làm sao tôi nhớ hết được tất cả mọi người? Hai cô gái này thì có liên quan gì tới tôi? Ông Khánh tử tốn. Tôi không nghĩ trí nhớ của anh lại tầm thường tới vậy. Chẳng phải anh từng giúp hai cô gái này phẫu thuật gương mặt? Chẳng phải anh thường xuyên gặp con dâu của tôi sao? Rồi ông Khánh không quên đưa tiếp những tấm ảnh Tài cùng Mỹ Anh thân mật với nhau. Hắn liền giả vờ. À, cô ấy muốn tôi tư vấn về một số dịch vụ làm đẹp. Thấy tên bác sĩ lươn lẹo đánh trống lảng, ông Khánh tỏ rõ uy phong của mình. Giọng của ông lạnh lùng. Tôi nghĩ anh biết rõ tôi tới đây vì chuyện gì. Anh đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sớm muộn gì thì tôi cũng điều tra ra mọi chuyện. Lúc đó tôi có thể sẽ kiện anh ra tòa. Hơn nữa, tôi có trong tay rất nhiều bằng chứng về những việc làm sơ bẩn của anh. Tôi nghĩ anh là kẻ tức thời, sẽ biết mình phải làm gì. Lúc này gương mặt của hắn biến sắc, hắn như con cún con. Vậy ông muốn hỏi chuyện gì? Tôi nhất định sẽ thành khẩn khai báo. Ông Khánh nhẹ nhàng đặt chiếc phong bì dày cộp lên bàn. Anh biết điều thế này tôi sẽ không để anh thiệt đâu. Thấy tiền là mắt hắn sáng lên. Trước chiêu vừa đấm vừa xoa của ông Khánh, hắn thú nhận mọi chuyện. Năm xưa, chính hắn giúp cho Mỹ Anh hoán đổi dung nhan. Còn cô hứa hẹn sẽ trở thành vợ của Hải Đăng. Chỉ cần trở thành con dâu nhà tài phiệt, cô sẽ đưa cho hắn khoản tiền lớn. Thế nên hắn mới bắt tay hợp tác với cô. Giờ thì ông Khánh đã hiểu tại sao con dâu của ông lại khác lạ như vậy. Ông Khánh không giữ được vẻ tức giận của mình, nhưng tay bác sĩ kia đã nhanh tay cầm theo chiếc phong bì rồi chuồn êm đẹp trước khi ông nổi cơn thịnh nộ. Trong lòng ông Khánh là những trăn trở. Nếu giải quyết không khôn khéo chuyện này thì gia đình ông sẽ xào xáo. Ông sợ vợ ông không chịu được cú sốc. Còn Hải Đăng có mạnh mẽ, kiên cường tới đâu cũng không thể chấp nhận sự thật này. Anh cưới nhầm người. Ông muốn Mỹ Anh tự động rút lui khỏi gia đình ông, trả lại vị trí cho Minh Anh. Thế nhưng khán giả lo sợ rằng sự lưỡng lự của ông Khánh có phải sẽ tạo ra cơ hội để Mỹ Anh ra tay với ông. Một khi sợ sự thật bị phanh phui, thứ như chó vào đường cùng, cô nàng sẽ tìm cách thủ tiêu cả ba chồng. Liệu rồi những diễn biến kịch tính gì sẽ xảy ra? Ông Khánh sẽ vạch trần bộ mặt của Mỹ Anh hay ông sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong tay của cô nàng mưu mô xảo quyệt này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.